Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ huy quân sự Houthi Abdul Salam Jahab, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Yemen do Houthi thành lập, vừa qua thông báo lực lượng này đang tấn công lực lượng trên biển của Mỹ và Anh trong khu vực để đáp trả vụ tập kích trước đó. Người này tuyên bố hành động tàn bạo của Mỹ, Anh và Israel đã bị đáp trả một trận chiến lớn giờ bùng phát ở biển đỏ và chắc chắn một số chiến hạm Mỹ Anh đã trúng đòn. Ông nói, chúng tôi sẽ đối đầu với Mỹ, bắt họ quỳ gối và đốt cháy các tàu chiến cũng như tất cả các căn cứ của nước này và tất cả những ai hợp tác với nước này bằng bất kể giá nào. Một kế hoạch quân sự nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Yemen mới đây đã chính thức bắt đầu do lực lượng vũ trang Mỹ và Anh chỉ huy với sự hỗ trợ từ một số quốc gia đồng minh. Hoạt động này nhằm vào phong trào Vũ trang Ansa ala còn được gọi là Houthi, những vụ tấn công nói trên sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk đi kèm với máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ và Anh. Sau khi hứng chịu loạt bom và tên lửa, bộ chỉ huy Houthi thông báo rằng họ đã bắn hạ được máy bay đối phương, đó là một tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F22 Raptor của Mỹ và một chiến đấu cơ của Anh. Lực lượng Houthi được trang bị cả hệ thống phòng không của Liên Xô và những tổ hợp do Iran cung cấp. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin hay bằng chứng xác nhận việc nhóm vũ trang tại Yemen đã bắn hạ bất kỳ máy bay nào bởi vì tên lửa được phóng từ khoảng cách hơn 80 km. Thông tin về máy bay bị bắn rơi là vấn đề đáng nghi ngờ do khả năng phòng không của Houthi chưa bao giờ được đánh giá cao. Bên cạnh đó, chiến đấu cơ liên minh đều triển khai vũ khí từ cách rất xa mục tiêu. Không chỉ vậy, sự áp đảo về công nghệ hiện đại từ phía Mỹ và Anh, bao gồm các tổ hợp tác chiến điện tử và tên lửa chống radar đi kèm cuộc không kích khiến cho khả năng máy bay của họ, đặc biệt là tiêm kích tàng hình, bị bắn rơi, thậm chí còn ít hơn. Tình hình ở Yemen vẫn căng thẳng và những diễn biến tiếp tục thu hút sự chú ý của quốc tế, đặc biệt là khi các tên súng hầu thì cảnh báo sẽ tấn công đáp trả vào tàu chiến cũng như căn cứ quân sự của Mỹ và Anh. Đây là nguy cơ không thể bỏ qua bởi lực lượng vũ trang hầu thì có biên chế nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình khá lợi hại do Iran sản xuất. Sau quyết định của Tổng thống Biden, tối ngày 11 tháng 1, Mỹ và Anh đã ném bom nhiều địa điểm ở Yemen mà Washington cho là cơ sở của Houthis, một ngày sau khi hải quân hai nước bắn hạ tên lửa do Houthi phóng ở Biển Đỏ. Đây là lần đầu tiên Mỹ và đồng minh cùng tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen kể từ khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, phía Houthi ở Yemen sẽ khó có thể bị cản trở bởi các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu để trả đũa việc lực lượng này nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel ở Biển Đỏ và thậm chí có thể hưởng lợi từ việc bị tấn công. Ansa Ala, tên chính thức của Houthi, kiểm soát toàn bộ khu vực phía tây của Yemen, bao gồm cả eo biển Bab al-Mandab dẫn vào biển đỏ, đồng thời đang chiến đấu giành lãnh thổ chống lại chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen. Các hành động của lực lượng này ở biển đỏ đi cùng với thông điệp hỗ trợ người dân Gaza đã lấy được lòng đông đảo người dân Yemen, thúc đẩy việc tuyển quân và cho phép Houthi huy động các cuộc biểu tình lớn để ủng hộ người dân Palestine. Eleonora Ademani, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy cho rằng, mặt trận Biển Đỏ đã bước sang một tầm cao mới sau cuộc đụng độ trực tiếp giữa Houthi và Mỹ. Cả Mỹ và Houthi đều đang lần lượt kiểm tra tác động của các động thái mỗi bên và mức độ sẵn sàng của nhau. Rayman Al-Hamdani, nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, không nghĩ các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu của Houthi sẽ đóng vai trò ngăn chặn Houthi. Ngoài ra về mặt chiến lược, ông Al-Iriani cho biết Houthi cũng sẽ khá thoải mái Cơ sở hạ tầng linh động của Houthi sẽ khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc chọn mục tiêu. Trong khi đó, lực lượng Houthi vẫn đang đàm phán với nước láng giềng Ả Rập Xê Út về lệnh ngừng bắn dài hạn và các nhà phân tích cho rằng họ có thể đang cố gắng củng cố sức mạnh của mình thông qua màn phô trương sức mạnh ở Biển Đỏ. Sự bất ổn ở nước láng giềng sẽ không có lợi cho Ả Rập Xê Út, quốc gia có cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề trong các cuộc tấn công của Houthi trước đây. Ả Rập Xê Út cũng có thể có những cân nhắc dài hạn hơn trong các cuộc đàm phán này, vì việc xây dựng quan hệ với Houthi sẽ có lợi cho họ và thậm chí có thể đang có thiên hướng công nhận Houthi. Cho đến nay, Houthi đã nhận được sự hỗ trợ từ Iran như một phần của trục kháng chiến khu vực cùng với Hamas, Hezbollah và một mạng lưới dân quân ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhóm này không nên được coi là lực lượng ủy quyền của Iran và trong tương lai, Houthi có thể tái cân nhắc việc tính toán lại các liên minh khu vực của họ. Theo ông Al-Hamdani, sẽ tốt hơn nếu Houthi thân thiết với Ả Rập Xê Út, đồng thời nhận định thêm rằng họ có thể hưởng lợi nhiều hơn bằng cách dựa vào nguồn tài chính của Ả Rập Xê Út thay vì phụ thuộc vào Iran về vũ khí. Tổng thống Joe Biden đã không thông qua Quốc hội Mỹ trước khi quân đội nước này không kích mục tiêu là lực lượng Houthi ở Yemen. Điều này khiến ông Biden đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nghị quyết quyền lực chiến tranh 1973 liên quan đến vụ không kích mục tiêu Houthi tại Yemen. Các nghị sĩ Mỹ Rashida Tlaib và Van Hoy đã lên mạng xã hội X trước đây là Twitter cho rằng ông chủ Nhà Trắng Biden vi phạm hiến pháp khi ra lệnh không kích mà chưa được sự chấp thuận của quốc hội nước này. Nghị quyết quyền lực chiến tranh còn được gọi là đạo luật quyền lực chiến tranh có nội dung chính hạn chế khả năng của Tổng thống Mỹ trong khởi xướng hoặc leo thang hành động quân sự ở nước ngoài. Vụ khảo sát quốc hội Mỹ giải thích rằng nghị quyết này chỉ thị rằng trước tiên quốc hội phải được hỏi ý kiến trong mọi trường hợp có thể trước khi một Tổng thống Mỹ đưa quân đội nước này tham gia chiến sự ở nước ngoài. Nghị quyết này cũng yêu cầu Tổng thống phải báo cáo với Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi triển khai lực lượng Mỹ nếu Quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh hoặc cho phép hành động theo luật. Như vậy, Tổng thống Biden về kỹ thuật không vi phạm đạo luật này. Theo truyền thông Mỹ, ông Biden có lịch trình sớm trao đổi với các thành viên Quốc hội về vụ không kích tại Yemen. Trong thời gian qua, các nghị sĩ và nhiều đời Tổng thống Mỹ đã tranh luận về ý nghĩa của một số từ trong nghị quyết này, bao gồm thứ được coi là thù địch. Ông Brian Finucane, Cố vấn cấp cao tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế lý giải rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang viện dẫn phòng thủ tập thể và cá nhân dựa trên cơ sở pháp lý quốc tế trong cuộc không kích chống lại Houthi ở Yemen. Tờ Guardian của Anh dẫn tuyên bố chung chính thức do nhà trắng công bố, cho thấy chính phủ Australia, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ nêu rõ họ sẽ không ngần ngại bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Nhà trắng nhấn mạnh để đối phó với các cuộc tấn công bất hợp pháp, nguy hiểm và gây mất ổn định liên tục của Houthi nhằm vào các tàu biển, bao gồm cả tàu thương mại đi qua biển đỏ. Lực lượng vũ trang của Mỹ, Anh với sự hỗ trợ từ Hà Lan, Canada, Bahrain và Australia đã phối hợp tấn công chiều theo quyền tự vệ cá nhân và tập thể vốn có, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc chống lại một số mục tiêu trong các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 12 tháng 1 xác nhận Canberra đã hỗ trợ nhân sự cho Mỹ và Anh trong các cuộc tấn công nhằm vào Houthi ở Yemen. Ông Marles nói trong cuộc họp báo, Australia hỗ trợ những hành động này qua hình thức nhân sự ở trụ sở hoạt động. Australia sẽ duy trì hỗ trợ các động thái nhằm khẳng định trật tự dựa trên luật lệ toàn cầu. Trước diễn biến này, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang Ả Rập Xê Út tuyên bố hết sức quan tâm đến các hoạt động quân sự diễn ra ở Biển Đỏ cũng như các cuộc tấn công vào một số địa điểm ở Yemen. Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao của Houthi Mohammed al bukhaiti lên tiếng cảnh báo Mỹ và Anh sẽ phải hối tiếc khi tấn công Yemen. Được biết là cầu nối quan trọng giữa Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải, Biển Đỏ là tuyến đường thương mại quan trọng cho vận tải biển và cung cấp năng lượng toàn cầu. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát và căng thẳng sau vụ nổ trước đó tại một bệnh viện ở Gaza khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, các lãnh đạo Houthis khẳng định Israel là mục tiêu của họ. Houthi mô tả các cuộc tấn công gần đây của lực lượng là chiến dịch đoàn kết với 2,2 triệu người Palestine ở Gaza sống dưới bao vây và bắn phá của Israel. Người phát ngôn của Houthi cho hay, lực lượng này đã tấn công hai tàu của Israel là Unity Explorer và Number Nine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Không có ai bị thương sau các vụ tấn công, nhưng các tàu thương mại có chịu hư hại. Ngoài ra, vào tháng 11 Lực lượng này cướp tàu thương mại Galaxy Leader có liên quan đến Israel và bắt thủy thủ đoàn làm con tin. Vụ việc xảy ra khi con tàu trên hải trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ. Báo Mỹ dẫn nguồn tin từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế EESS công bố nghiên cứu về kho tên lửa chống hạm của Houthi, trong đó có 6 loại tên lửa đạn đạo chống hạm và 6 tên lửa hành trình chống hạm. Lực lượng Houthi đã công khai ít nhất 6 tên lửa đạn đạo chống hạm khác nhau, tất cả đều đã ra mắt tại cuộc duyệt binh lớn nhất trong thời gian gần đây. Những tên lửa này đều được trang bị thiết bị tìm kiếm quang điện hồng ngoại. Tên lửa Aship được cho là biến thể diệt hạm của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 313 do Iran phát triển, có tầm bắn tối đa được báo cáo là gần 450 km và có đầu dò quang điện hồng ngoại. Tiếp theo là tên lửa Tankin, được cho là phiên bản của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Raad 500 cũng do Iran phát triển. Tên lửa Tankin nhỏ hơn Aship nhưng được đánh giá là có tầm bắn lên tới 500 km. Ngoài Aship và Tankin, Lực lượng Houthi còn có tên lửa chống hạm nhỏ hơn là ASBM. Thông tin chi tiết về tên lửa đạn đạo chống hạm nhỏ nhất của Houthi rất hạn chế, nhưng IISS cho biết tầm hoạt động của Falek chỉ dưới 140 km. Tiếp theo là Muhit được cho là không bắt nguồn từ thiết kế của Iran. Mặc dù rất có thể Tehran đã hỗ trợ sản xuất, Muhit được cho là phiên bản diệt hạm của tên lửa đất đối không qua H2 của Houthi, được chuyển đổi từ tên lửa đất đối không SA-2 do Liên Xô phát triển. Cuối cùng là tên lửa chống hạm sớm nhất Houthi có, được cho là P21, P22 do Liên Xô sản xuất và C801 từ Trung Quốc. P21, P22 là một phần của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển lớn hơn, có tên Rubes và được NATO định danh là SSC-3 Stick. Bên cạnh đó, chỉ huy quân sự Houthi thông báo lực lượng này đang tấn công lực lượng trên biển của Mỹ và Anh trong khu vực để đáp trả vụ tập kích trước đó. Thiếu tướng Abdul Salam Zahab, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Yemen do Houthi thành lập, ngày 12 tháng 1 thông báo hành động tàn bạo của Mỹ, Anh và Israel đã bị đáp trả. Một trận chiến lớn bùng phát ở Biển Đỏ và chắc chắn một số chiến hạm Mỹ, Anh đã trúng đòn. Tướng Zahab tuyên bố, lực lượng thi sẽ không dừng tấn công tới khi các người rời khỏi khu vực, không ngừng ra đòn cho tới khi nào các người thấy tủ nhục. Họ đang cầu xin xuống thang căng thẳng, họ nổ phát súng đầu tiên và chúng tôi sẽ là những người định đoạt cục diện trận chiến. Tướng Zahab nói, đề cập tới Mỹ và Anh. Chúng tôi không nằm trong số những người lo lắng hay sợ hãi nước Mỹ. Bình luận được tướng Gia Háp đưa ra sau khi Mỹ và Anh phóng tên lửa tấn công nhiều vị trí và cơ sở của Houthi tại Yemen. Giới chức Mỹ cho biết, nước này và Anh được Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan hỗ trợ trong chiến dịch.